Đây các bác nhé, sau khi thiết kế phân tần xong thì nó sẽ như thế này. Các bác nhìn trông nó chán đời không? Phân tần thì lại tận 3 cái cuộn nó móc nối tiếp bên kia. Thì cái này em sử dụng công nghệ đặc biệt, đó là Autocom. Công nghệ này thì nhiều người đã làm rồi. Thì cái mạch này là tí nữa sẽ bắn ốc vào thùng. Đấy, thì nó có một con chở nhôm, một con chở sứ. Đấy, có thế thôi. Tép này là coi như là nó sẽ sau cuộn cảm này, sau tụ vào cuộn cảm nó sẽ đi trực tiếp ra nó tép, nên là nó mới đá được cái giải nờ nên. Chứ còn em mà cho các bác xem thùng sống đắp tuyến rồi nhìn trông chán đời lắm. Thì đây là cái đoạn mà em làm phân tần nên để đo, tức là nắp bát vào thùng, xong là câu dây ra ngoài để đo thử này. Sau khi nên thành đôi thì tiếng nó sẽ hay hơn rất nhiều. Ở đây một chiếc đã xong rồi, em giờ em sẽ cho các bác xem cái thùng số làm phân tần các bác nhé. Thì đây cái thông số mà em đo làm phân tần. Hôm qua đo nên thì lại một kiểu, hôm nay nắp vào thùng nghe lại hay hơn rất nhiều. Thế mới kinh vậy này. Các bác chờ em một chút này, em sẽ bật lên cho các bác xem. Đây là cái thông số đo đắp tuyến của buổi sáng ngày hôm nay. Như hôm qua thì em lên thì nó sẽ như này. Đấy, kiểu như là phân tần chưa vào thùng thì nó sẽ khác một chút, và góc đặt mic nó sẽ khác một chút. Đấy, nó tựa tựa nhau như được giải tép này, đá vang lên tiếng rất là hay. Còn đây là noa bass, đây là noa tép. Làm phân tần con này coi như là khốn khổ cuộc đời luôn. Đấy các bác ạ, làm phân tần cho cái loại noa như này nó, em cũng phải gọi là cũng thấy rất là ghê, rất là sợ. Đây là cái thông số mà hôm qua nên nó như này. Đấy, mỗi lúc đo này một khác, đo 1 mét này, đo 3 mét này, xong đo đi đo lại. Đây các bác nhìn này, dãy chụp ảnh này cả một nguyên cả một dàn này. Đấy, từ cái đoạn này hất xuống dưới này. Đấy, rất nhiều. Đấy, tức là làm phân tần loa không phải đơn giản đâu. Con này con thông số đắp tuyến là từ 74Hz đến 20kHz. Đấy, 20kHz, được chưa? Trừ 3 nhá. Đây nè, sẽ là trừ 3 này. 72Hz. Đấy, 72Hz đến 20Hz trừ 3. Như này là các bác về chỉ cực phập mic vào là alo được thôi. Tiếng nó rất là hay và nó sẽ com những giải nó hay bị rít đây, từ 2kg đến 4kg là không bị cộng lên quá nhiều. Đây, các bác nhìn này. Thấy chưa? Đấy, như thế này, nhưng mà nhiều đại ca lại chơi theo kiểu này nữa. Ui dồi ôi, sao phân tần đẹp thế. Đấy, phân tần bên em làm thì nó không được đẹp lắm, nhưng quan trọng nhất là về cái chất lượng, bởi vì đã có thiết bị đo chuyên dụng rồi nên là sẽ khai thác tối đa thôi. Nó bị mất mỗi điểm đó là vòng pha, do là củ noa và củ tép là không được tốt lắm. Củ tép đi nhá, em nói luôn này, tép là tép từ thường, và hiện tại là chỉ cho cái cắt HPF để không cho cái tiếng bát nó lọt vào thôi. Còn lại là giải bát là gồng kéo hết cỡ lên. Cuộn bát là nó có qua một con tụ. Đấy, còn tép là chỉ qua đúng một con tụ. Nó có mạch Autocom kia. Đấy, công nghệ mạch mà nhiều người đã nói rồi. Và nhiều người cũng chưa biết, nhiều các bác cũng chưa biết Autocom nó như nào. Cái này em sẽ không giải thích. Em chỉ nói thế thôi. Còn các bác nếu như quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Đây là củ bát của củ bát rất là chất lượng, đúng không ạ? Bát P Audio P15N của Thái. Đấy, thùng đây, thùng hỏa tiễn đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ lắp vào nhá. Hẹn các bác trong clip test phần 2. À, phần 3.